Chắc chắn chúng ta đã quá quen thuộc với hình ảnh to lớn và tràn đầy sức mạnh của các loài khủng long bạo chúa T-Rex hay Tarbosaurus. Tuy nhiên, tổ tiên của chúng hay các chi khủng long bạo chúa khác chỉ là những theropod bé nhỏ đã từng phải lẩn trốn để không trở thành bữa ăn của những loài thú săn mồi khác. Một loài khủng long đã sống sót qua cuộc đấu tranh sinh tồn đầy khắc nghiệt của kỷ Jura để hàng triệu năm sau, các hậu duệ của chúng đã trở thành những sinh vật thống trị và đứng đầu chuỗi thức ăn trên các lục địa của thế giới cổ đại. Đó chính là quan long, tổ tiên khủng long bạo chúa và mắt xích bị lãng quên trong số thứ tư của series Hồ sơ bạo chúa. Mắt xích bị lãng quên. Tyrannosauridae có nghĩa là bạo long hay khủng long bạo chúa. Đây là một họ bao gồm những kẻ ăn thịt khét tiếng như T-Rex, Tarbosaurus hay Gorgosaurus đã thống trị châu Á và Bắc Mỹ suốt giai đoạn 20 triệu năm cuối kỷ Creta. Chúng rất dễ nhận biết với các đặc điểm như kích thước khổng lồ, đa số dài từ 9 đến 13 mét, sở hữu những cái đầu to cùng nhiều răng sắc, các chi trước thoái hóa với chỉ hai ngón tay trái ngược với các chi sau to khỏe. Sự phong phú về mặt số lượng cũng như mức độ nguyên vẹn của các hóa thạch đã khiến cho các khủng long thuộc họ này thành chủ đề ưa thích của các nhà cổ sinh vật học. Tuy nhiên, các đặc trưng của họ Tyrannosauridae đã che mờ nguồn gốc của chúng trong cây tiến hóa. Sự thay đổi để thích nghi những đặc tính hiện diện trong các loài bạo long ở cuối kỷ Creta như T-Rex, Gorgosaurus hay Tarbosaurus đã làm biến đổi hộp sọ, các chi và đốt sống của chúng, qua đó che mờ đi nhiều vết tích của các thế hệ khủng long tổ tiên. Trong phần lớn của thế kỷ 20, các nhà khảo cổ học sau thế hệ của Henry Fairfield Osborn đều cho rằng các bạo long là hậu duệ cuối cùng của những loài Carnosauria như Allosaurus hay Acrocanthosaurus. Nhưng vào cuối những năm 1990, xuất phát từ những nguyên lý phân nhánh, phương pháp này đã cho phép đặt ra các giả thuyết có thể kiểm tra được. Hiện nay được xem là cách phân tích quá trình tiến hóa tốt nhất. Một giả thuyết mới được đặt ra cho rằng các bạo long tiến hóa từ những khủng long Coelurosaur nhỏ bé và nhanh nhẹn. Tuy nhiên, khi mà nguồn gốc tiến hóa của các loài bạo long vẫn chưa được làm rõ, vẫn còn nghi vấn đặt ra rằng liệu những đặc điểm về giải phẫu chung giữa các khủng long Tyrannosaurus và các loài Coelurosaurus khác là Compsognathid, Ornithomimosaur hay Carmaniraptoran có lông vũ là vì chúng có chung nguồn gốc hay chỉ đơn thuần là kết quả của những quá trình tiến hóa hội tụ. Để trả lời câu hỏi này, cần phải tìm được các hóa thạch của các tổ tiên xa xưa hơn của các loài khủng long bạo chúa. Trong vài năm gần đây, đã có nhiều hóa thạch như vậy được khám phá. Một trong số đó là Aplachiosaurus, có quan hệ rất gần gũi với họ Tyrannosauridae cả về kích thước lẫn giải phẫu, và cũng giống như những người họ hàng của chúng là động vật ăn thịt đầu bảng trong địa bàn của mình. Một loài khác là Eotyrannus, có kích thước nhỏ hơn con trưởng thành, dài khoảng 4,5 mét và có chi trước dài hơn với 3 móng vuốt đặc trưng của bộ Coelurosaur. Chúng chỉ là loài có sức mạnh thứ hai, chỉ xếp sau các Allosauroid và Spinosaurus trong môi trường sống của mình. Vào năm 2004, Su Sinh và các cộng sự của mình đã mô tả loài Dillon sống vào đầu kỷ Creta. Đây là một loài khủng long ăn thịt có kích thước chỉ dài 1,5 mét và có protofeather. Cho đến nay, các loài khủng long này được xem là các thành viên sớm nhất của siêu họ Tyrannosauridae, gồm các bạo long và họ hàng thân thuộc của chúng. Bạo chúa Tân Cương. Thế kỷ 21, Trung Quốc nổi lên như một điểm đến ưa thích của giới khảo cổ khi liên tục có nhiều phát hiện quan trọng, chẳng hạn như khu vực Liêu Ninh với hệ sinh thái vô cùng đa dạng, là nơi đã khai quật được dấu tích của các loài khủng long có lông vũ, động vật có vú nguyên thủy hoặc thực vật có hoa từ 110 đến 128 triệu năm trước. Xa hơn về phía tây của sa mạc Gobi là vùng đất Tân Cương đầy bí ẩn, nơi ghi dấu một thời về con đường tơ lụa huyền thoại. Ẩn sâu trong những khối đá đầy màu sắc có niên đại từ giai đoạn hậu kỷ Jura ở khu vực vịnh Ngũ Thái cằn cỗi thuộc bồn địa Jungle ở Tân Cương là những hóa thạch của niên đại từ 156 đến 161 triệu năm trước. Các bãi hóa thạch nơi đây thuộc hệ tầng Shishugou, phía trên thuộc Trung Jura còn phía dưới sẽ thuộc kỷ Tiền Jura. Năm 2002, các giáo sư Từ Tinh thuộc Viện Cổ sinh động vật có xương sống và cổ nhân loại học Trung Quốc cùng với Jim Clark của Đại học George Washington trong chuyến khảo sát lần thứ 6 đến khu vực này đã khai quật được hai bộ hóa thạch của một loài khủng long ăn thịt chưa từng được biết đến trước đó. Mẫu vật định danh được ký hiệu là IVPP-V14531 là bộ xương tương đối hoàn chỉnh của một cá thể trưởng thành. Nằm ngay bên dưới nó là mẫu vật phụ với ký hiệu IVPP-V14532 thuộc về một con non với mức độ nguyên vẹn, thậm chí còn cao hơn và vẫn còn đủ các khớp xương. Có lẽ nó đã bị con trưởng thành đè lên sau khi chết.
Cả hai con vật được xác định tử vong vì cùng một nguyên nhân, bị sa vào hố bùn tạo ra bởi dấu chân của một sauropod khổng lồ, có khả năng đây là loài Mamenchisaurus và kẹt lại trong đó. Phân tích mô học cho thấy độ tuổi trưởng thành của loài này là 7 tuổi và cá thể lớn hơn bị sa lầy tử vong ở độ tuổi 12, trong khi con nhỏ hơn chết khi vẫn còn đang ở giai đoạn phát triển lúc 6 tuổi. Do sự khác biệt về độ tuổi nên có thể dễ dàng quan sát được các thay đổi trong quá trình trưởng thành như con non có hốc mắt và bàn tay có tỷ lệ lớn hơn cũng như chi sau dài hơn. Điểm đáng chú ý là trên phần hộp sọ của các con vật đều có một cái mào tạo nên bởi các phần xương mũi hợp lại. Ở con non, phần mào tương đối nhỏ và chỉ giới hạn ở phần trước mũi, trong khi mào của con trưởng thành có kích thước lớn hơn rất nhiều. Dựa vào đặc điểm này, vào năm 2006, loài khủng long này đã được giáo sư Từ Tinh và các cộng sự mô tả chính thức đặt tên là quan long u thai, có nghĩa là ngũ thái quan long hay loài rồng có mào vùng ngũ thái. Bộ xương gốc hiện nay đang được trưng bày tại Viện Cổ sinh động vật có xương sống và Cổ nhân loại học Trung Quốc. Tổ tiên của khủng long bạo chúa. Giáo sư Từ và các cộng sự phân tích giải phẫu của quan long cho thấy chúng mang nhiều đặc điểm trung gian giữa khủng long Coelurosaur và các loài bạo long thuộc siêu họ Tyrannosauridae. Có thể nói đây chính là mắt xích còn thiếu để chứng minh rằng các Tyrannosauridae đã tiến hóa từ khủng long Coelurosaur. Quan long sống vào đầu giai đoạn hậu kỷ Jura cùng với thời điểm của các Compsognathid và Maniraptoran cho thấy sự phân nhánh trong quá trình tiến hóa của các khủng long Coelurosaur đã diễn ra vào thời điểm 160 triệu năm trước. Trên thực tế, nguồn gốc của các Coelurosaur nói chung và các Tyrannosauridae nói riêng có thể còn xa xưa hơn. Mặc dù ngoại hình có rất ít đặc điểm để khiến người ta nghĩ rằng đây là một họ hàng của một bạo long đáng sợ kỷ Creta, nhưng dựa theo 7 đặc điểm về mặt hình thái, bao gồm cấu trúc răng, hình dạng của các lỗ tự nhiên trên hộp sọ và các đặc điểm của khung chậu, quan long vẫn được xếp vào siêu họ Tyrannosauridae. Như vậy, loài khủng long nhỏ bé này trở thành một trong những tổ tiên lâu đời nhất được tìm thấy cho đến nay của T-Rex và các họ hàng khổng lồ của chúng. Các hóa thạch quan long U-Tai phát hiện được là các bộ xương thuộc siêu họ Tyrannosauridae được bảo quản tốt nhất từ trước cho tới nay. Nhìn vào đó, chúng ta có thể hình dung được sự biến đổi trên quá trình tiến hóa từ các Coelurosaur trở thành các bạo long vào thời điểm 95 triệu năm trước, khi các loài bạo long cuối cùng và nổi tiếng nhất như T-Rex biến mất khỏi trái đất. Theo giáo sư Clark, quan long thuộc về một nhánh đã phân hóa rất sớm trong quá trình tiến hóa của các bạo long, vì vậy chúng không mang nhiều đặc điểm giống với những hậu duệ khét tiếng của mình. Trong số những nghiên cứu thời gian gần đây, quan long được xếp trong cùng nhánh với Proceratosaurus và Calicus, tạo thành họ Procytosauridae cùng các thành viên khác Sinotyrannus, Juratyran và Stoxosaurus. Tuy nhiên, trong một nghiên cứu khác vào năm 2014, đã loại Stoxosaurus ra khỏi họ này. Quan long U-Tai là loại có kích thước nhỏ nhất trong họ Tyrannosauridae, chỉ sau Dilon. Con trưởng thành chỉ cao khoảng 1,1m tính đến phần hông và dài khoảng 3m từ mõm đến đuôi. Kích thước nhỏ bé là một trong các đặc điểm khiến cho quan long giống với khủng long Coelurosaur hơn là các loài bạo long sau này. Bên cạnh các đặc điểm chung của các loài khủng long thuộc siêu họ Tyrannosauridae bao gồm cấu trúc răng hình chữ U ở xương tiền hàm trên, hai xương mũi hợp lại là một, quan long cũng mang nhiều đặc điểm sơ khai hơn, ví dụ như có chi trước dài với 3 móng vuốt ở mỗi bàn tay. Ngoài ra, một số đặc điểm của khung chậu cũng giống kiểu đặc trưng của các theropod giai đoạn kỷ Trias tới giữa kỷ Jura hơn là các loài sau đó, mặc dù các đặc điểm này vẫn hiện diện ở một số Coelurosaur khác. Có khả năng quan long cũng được bao phủ bởi một lớp protofeather giống như loài khủng long được tìm thấy trước đó và có quan hệ gần gũi với chúng, đó chính là Dilon. Đặc trưng của quan long nằm ở phần xương mũi hợp lại thành một cấu trúc giống như cái mào nằm ở phần mõm của chúng. Tất cả các chỉ thành viên Tyrannosauridae đều có những chi tiết trang trí dọc theo xương mũi, ví dụ như sừng nhỏ xếp thành hàng ở Aplachiosaurus và Aliorhamus. Nhưng quan long là chỉ duy nhất trong siêu họ này sở hữu một cái mào ấn tượng đến như vậy. Các mào này phổ biến ở những theropod giai đoạn trung và hậu kỷ Jura như Ceratosaurus hay các loài Coelurosaur nguyên thủy như Proceratosaurus và Monolophosaurus. Cấu trúc này rất mỏng manh, chỉ dày 1,5mm và bên trong chứa đầy các túi khí, cho thấy nó chủ yếu sẽ được dùng để trang trí thay vì làm vũ khí. Hóa thạch của cá thể quan long chưa trưởng thành hơn, có cái mào nhỏ hơn cho thấy khả năng nó liên quan đến sự trưởng thành về mặt tính dục. Quan long sinh sống trong những khu rừng lá kim và xương xỉ khổng lồ, nơi khí hậu luôn luôn thay đổi với mùa hè ấm và ẩm ướt trong khi mùa đông thì khô lạnh.
Thức ăn của chúng bao gồm các loài khủng long nhỏ hơn, động vật có vú. Trái với các hậu duệ của chúng đứng đầu chuỗi thức ăn, quan long cũng có thể trở thành bữa ăn cho các loài khủng long ăn thịt lớn hơn như loài Yantranosaurus hay Monolophosaurus. Quan long, tổ tiên khủng long bạo chúa và mắt xích bị lãng quên, một loài khủng long đã sống sót qua cuộc đấu tranh sinh tồn đầy khắc nghiệt của kỷ Jura để hàng triệu năm sau, các hậu duệ của chúng trở thành những sinh vật thống trị và đứng đầu chuỗi thức ăn trên các lục địa của thế giới cổ đại. Nhắc đến những loài khủng long to lớn từng tồn tại trên trái đất, hành tinh thân yêu của chúng ta thì chắc chắn các bạn sẽ nghĩ ngay đến khủng long bạo chúa T-Rex. Cũng dễ hiểu thôi vì chúng là loài khủng long quá nổi tiếng trong văn hóa đại chúng. Nhưng có thể các bạn chưa biết T-Rex vẫn còn có các loài cùng họ khác cũng khát máu không kém. Taposaurus, bạo chúa miền Viễn Đông, ông vua của châu Á. Điều chúng ta biết. Taposaurus theo tiếng Hy Lạp có nghĩa là thằn lằn khủng khiếp, là một chi khủng long chân thú Theropoda thuộc họ Tyrannosauridae, tức là anh em họ hàng của T-Rex, từng phát triển cực thịnh ở châu Á trong khoảng từ 70 đến 65 triệu năm trước vào giai đoạn hậu kỷ phấn trắng. Hóa thạch được tìm thấy lần đầu tại Mông Cổ và các mẫu hóa thạch rời rạc khác được tìm thấy ở Trung Quốc. Mặc dù nhiều danh pháp loài đã được đặt ra, nhưng các nhà cổ sinh vật học hiện đại chỉ công nhận duy nhất một loài, Taposaurus bata. Có một số chuyên gia cho rằng loài này thực sự là một đại diện của chi Tyrannosaurus ở khu vực châu Á. Họ Tyrannosauridae gồm có các chi như sau: T-Rex, Ambatosaurus, Gorgosaurus, Daspletosaurus và chính Taposaurus. Theo Đại học California, Berkeley ở Mỹ, Taposaurus được ghi chú khá chi tiết trong các hồ sơ hóa thạch, được biết đến từ hàng chục mẫu vật, bao gồm cả một số hộp sọ và bộ xương hoàn chỉnh. Các dấu tích này cho phép các nhà nghiên cứu khoa học tập trung vào phát sinh chủng loài, cơ chế hộp sọ và cấu trúc bộ não của nó. Phát hiện và đặt tên. Trong giai đoạn từ năm 1922 đến 1928, nhà thám hiểm Roy Chapman Andrew và các cộng sự đã thực hiện nhiều chuyến thám hiểm sâu vào trong nội địa của Mông Cổ, đã có nhiều phát hiện vô cùng quan trọng. Trong số đó là những phát hiện nổi bật như phát hiện một ổ trứng khủng long đầu tiên, phát hiện hóa thạch khủng long Oviraptor, khủng long Protoceratops và một số hiện vật khác. Từ những thành công trong những chuyến thám hiểm của Roy Chapman Andrew đã làm thay đổi quan niệm của giới cổ sinh đối với những tiềm năng vùng đất giữa Mông Cổ và Liên Xô ngày nay là nước Nga. Tiếp đó, vào những năm 1946, đã diễn ra cuộc thám hiểm chung của Liên Xô và Mông Cổ tại sa mạc Gobi. Chuyến đi này đã phát hiện được một hộp xương sọ lớn và một vài đốt sống của khủng long chân thú trong thành hệ Nemec. Mãi đến năm 1955, Evgeny Maliev, một nhà cổ sinh vật học người Nga, đã dùng mẫu vật hóa thạch này làm mẫu gốc có tên PIN5511 cho một loài mới và ông quyết định đặt tên cho nó là Tyrannosaurus bata hoặc Taposaurus bata. Nhiều nhà nghiên cứu sau đó, bao gồm cả Maliev, cũng đồng tình với phân tích của Rodespensky. Mặc dù một số người sử dụng tên Taposaurus efremovi thay vì Taposaurus bata, nhà cổ sinh vật học người Mỹ Kenneth Carpenter đã kiểm tra lại các mẫu vật vào năm 1992. Ông kết luận rằng nó thuộc về chi của khủng long bạo chúa như dự đoán ban đầu được công bố bởi Maliev và gồm tất cả các mẫu vật được phát hiện vào loài Tyrannosaurus bata trừ phần hóa thạch mà Maliev đã đặt tên là Gorgosaurus novogilovi. Vào năm 1995, vì được phát hiện ở Mông Cổ, nên Taposaurus từng được đề xuất một cái tên cực kỳ ngầu bởi nhà khảo cổ học Giorgio Onsovsky, đó là Jackins Khan, một cách ghi và phát âm khác từ tên tiếng Anh của một nhân vật nổi tiếng và có cuộc đời lẫy lừng của Mông Cổ là Chehiz Khan, thành Cát Tư Hãn. Ông cũng gan đấy vì ví vị khả hãn vĩ đại của Mông Cổ giống như một con khủng long tay chút xíu. Nối tiếp bước những cuộc thám hiểm chung của Nga và Mông Cổ vào những năm 1946 thì ở những thập niên sau đó cũng đã có những cuộc hợp tác thám hiểm chung ở vùng nội địa Mông Cổ như cuộc thám hiểm chung Ba Lan và Mông Cổ vào sa mạc Gobi đã được bắt đầu thực hiện vào năm 1963 và kéo dài cho đến năm 1971, đã khám phá và phục hồi nhiều hóa thạch mới bao gồm các mẫu vật mới của Taposaurus từ thành hệ Nemec.
Những cuộc thám hiểm của các nhà khoa học Nhật Bản và Mông Cổ được thực hiện từ năm 93 đến năm 1998, cũng như những cuộc thám hiểm tư nhân được tổ chức bởi nhà cổ sinh vật người Canada Phil Currier quanh những năm đầu thế kỷ 21 đã phát hiện và thu thập thêm một số tài liệu về Tarbosaurus. Cho đến nay, đã có hơn 30 mẫu vật được biết đến, bao gồm hơn 15 hộp sọ và một số bộ xương hậu hộp sọ hoàn chỉnh. Tuy nhiên, có một điều là những mẫu vật hóa thạch của Tarbosaurus hiện mới chỉ được phát hiện ở xung quanh khu vực sa mạc Gobi thuộc Mông Cổ và Trung Quốc. Cả hai nước đều cấm xuất khẩu, mặc dù vẫn có một số mẫu vật bị đánh cắp bởi các nhà sưu tập tư nhân. Nghiên cứu hóa thạch. Phần lớn các hóa thạch của Tarbosaurus được biết đến đều đã được phục hồi từ hệ tầng Nemec ở sa mạc Gobi, miền nam Mông Cổ. Dù từng được gọi với biệt danh dễ nhớ hơn là T-Rex phiên bản Mông Cổ, nhưng thật ra chúng có khá nhiều điểm khác xa với loài bạo chúa của Bắc Mỹ. Chẳng hạn, khi so với T-Rex thì chúng có chiều dài ngắn hơn, lồng ngực nhỏ hơn, hộp sọ dài hơn nhưng lại nhỏ và mỏng hơn, hàm thì thon, dài và cũng mỏng hơn. Dù nhỏ hơn T-Rex nhưng chúng vẫn là loài săn mồi nằm ở đỉnh xã hội trong chuỗi thức. Tarbosaurus sống ở nơi hay ngập lụt dọc theo các con sông. Chúng là ác mộng cho loài khủng long mỏ vịt Saurolophus hay loài khủng long cổ dài Nemectosaurus vì lực cắn của chúng vẫn đủ mạnh để nghiền nát xương như của T-Rex. Trái ngược với hai chi trước khá vô dụng, hai chi sau của chúng lại dày và dài giúp nâng đỡ cơ thể. Phần đuôi dài và nặng làm đối trọng với đầu và thân đã đặt trọng tâm lên phần hông giúp chúng có thể có được những cú nước rút tới hơn 40 km/h. Họ hàng gần nhất của chúng là loài khủng long bạo chúa của vùng Chư Thành đến từ Trung Quốc, đó là Chuchang Tyrannus. Tarbosaurus có hình dạng tương đương đa số với các loài Tyrannosauridae khác. Ngoại trừ xương cổ hình chữ S, các phần còn lại của cột sống kể cả đuôi đều nằm ngang. Tarbosaurus có hai chi trước rất nhỏ, kích thước chi trước trên toàn bộ cơ thể vào loại bé nhất trong tất cả các loài trong họ. Mỗi chi trước có hai ngón tay kèm móng vuốt, một số cá thể có thêm ngón thứ ba không có vuốt. Các chi sau của Tarbosaurus rất khỏe với ba ngón mỗi bên, giúp chúng đứng được trên hai chân. Cái đuôi dài và nặng giúp giữ thăng bằng với đầu và thân với trọng tâm nằm ở phần hông. Với chiều dài dài nhất từng được biết đến là vào khoảng 10-12 mét, khối lượng của một con Tarbosaurus trưởng thành được coi là tương đương hoặc nhỏ hơn một chút so với T-Rex. Tarbosaurus có một cái đầu rất lớn cùng một bộ hàm cực khỏe. Hộp sọ của Tarbosaurus dài hơn 1,3 mét, lớn nhất trong họ Tyrannosauridae. Tuy nhiên, hộp sọ của chúng tương đối nhẹ do có nhiều xương rỗng với các túi khí bên trong, giống như ở các xương chi và đốt sống. So với T-Rex, Tarbosaurus có hộp sọ dài và hẹp hơn, nhất là ở phần sau. Điều này cho thấy mắt của Tarbosaurus không hướng về phía trước giống như T-Rex. Khác biệt về đường dẫn truyền thần kinh trong hộp sọ cũng cho thấy chúng không cùng chi. Xương sọ cao, giống như khủng long bạo chúa nhưng lại không rộng, đặc biệt là hướng về phía sau. Chúng có khoảng từ 58 đến 64 chiếc răng, nhiều hơn một chút so với T-Rex nhưng lại ít hơn so với Gorgosaurus, một chi khác cùng họ Tyrannosauridae. Hầu hết các răng của nó có hình bầu dục ở mặt cắt ngang, kiểu sắp xếp răng này là đặc trưng của các loài cùng họ. Chiếc răng dài nhất của nó có thể lên đến 85mm, đa số răng của mặt cắt ở hình oval trong khi răng trước hàm có mặt cắt hình chữ D. Tarbosaurus có lực cắn rơi vào khoảng 35.500 đến 44.500 Newton, có thể dễ dàng nghiền nát xương của con mồi. Đặc điểm sinh học. Như ở phần trước mình có nói, Tarbosaurus thường sống ở những khu vực đầm lầy ẩm ướt gần các con sông. Chúng là động vật ăn thịt đứng đầu chuỗi thức ăn, với con mồi ưa thích như Saurolophus hoặc Nemectosaurus. Tuy nhiên, không phải cuộc đi săn nào cũng diễn ra thuận lợi, nhất là khi phải chạm trán với một con mồi vô cùng khó chịu là Therizinosaurus. Bạn muốn biết vì sao tôi nói như vậy thì có thể tìm xem lại video khá chi tiết mà nhóm mình đã làm về Therizinosaurus và bộ neo độc đáo của nó trên kênh hoặc ở phần mô tả của video này nhé. Có một số giả thuyết cho rằng Tarbosaurus có thể là loài ăn xác giống như các Tyrannosauridae khác chứ không riêng gì về việc đi săn con mồi sống. Nhưng cũng có những nghiên cứu hóa thạch của khoảng 10 cá thể Tarbosaurus được tìm thấy thì có một số trường hợp bị gãy mỏi xương bàn tay. Đây là hệ quả của việc lặp đi lặp lại một kiểu chấn thương ở chi trước, nhiều khả năng là do thường xuyên vật lộn với con mồi. Bằng chứng này cho thấy đây là loài có tập tính săn mồi hơn là ăn xác. Mặc dù các tranh cãi xung quanh vấn đề này vẫn chưa chấm dứt, nhưng không thể phủ nhận rằng Tarbosaurus xứng đáng là loài khủng long ăn thịt thống trị khu vực châu Á.
Tubosaurus được biết đến rộng rãi sau khi xuất hiện trên màn ảnh rộng trong một bộ phim của Hàn Quốc nói về cuộc đời của một chú khủng long tên là Speckle. Hóa thạch bị đánh cắp. Vì là một loài anh em của khủng long bạo chúa T-Rex nên Tubosaurus cũng có nhiều điểm tương đồng và tất nhiên rồi, hóa thạch của bạo chúa châu Á cũng vô cùng đáng giá. Cũng chính vì quá giống T-Rex nhưng lại dễ tìm kiếm hơn, đi kèm với khả năng quản lý và bảo vệ chưa tốt của chính phủ Mông Cổ, hóa thạch của Tubosaurus đã trở thành món hàng béo bở cho những tay buôn lậu hóa thạch khủng long. Hóa thạch loài khủng long Tubosaurus bata, loài khủng long từng sinh trưởng duy nhất ở Mông Cổ 80 triệu năm về trước, đã được trả về quê hương sau 3 năm bị buôn lậu trái phép vào Hàn Quốc. Hóa thạch loài khủng long này được các tay buôn lậu tuồn vào Hàn Quốc, gồm hai đoạn xương dài tới 1 mét và chiếc răng nhọn như dao, hiện vẫn được bảo tồn nguyên trạng. Đây là một di sản văn hóa quan trọng của Mông Cổ. Sau khi điều tra và thu giữ các mẫu hóa thạch trên, Viện Kiểm sát Hàn Quốc đã quyết định bàn giao vô điều kiện cho chính phủ Mông Cổ. Đây là lần đầu tiên Hàn Quốc bàn giao lại di sản văn hóa bị đánh cắp trái phép tại nước ngoài cho quốc gia bị thiệt hại. Vào năm 2015, một văn phòng luật sư tại Mỹ đã đệ đơn khiếu nại yêu cầu chính phủ tịch thu lại chiếc sọ hóa thạch của loài khủng long Tubosaurus, được cho là thuộc quyền sở hữu của Mông Cổ. Đơn kiện không nói rõ tên người đang giữ chiếc sọ là diễn viên Nicolas Cage, nhưng nam diễn viên đã lên tiếng xác nhận công khai rằng đã mua hóa thạch Tubosaurus trong một cuộc đấu giá ở New York hồi tháng 3 năm 2007 và nhận được một giấy chứng nhận tính xác thực từ công ty đấu giá. Cage không bị kết án vì đã sở hữu chiếc sọ bất hợp pháp. Cho đến cuối năm 2015, Nicolas Cage đã trao trả hộp sọ khủng long bị đánh cắp về lại Mông Cổ. Velociraptor hay còn gọi là Raptor độc tắt có lẽ sẽ không mấy xa lạ với mọi người bởi chúng được coi là một trong những nhân tố chủ chốt góp phần làm nên sự thành công của một loạt phim công viên kỳ Jura hay Jurassic World. Là một trong những loài khủng long nổi tiếng nhất, là loài khủng long có kích thước nhỏ, tinh ranh và nhanh nhẹn. Hình tượng Velociraptor trong phim được mô tả với kích thước tương đương như một người trưởng thành, da có vảy như thằn lằn. Tuy nhiên, Velociraptor ngoài đời thật khác hơn rất nhiều, chúng chỉ nhỏ bằng một con gà Tây và có lông vũ. Có lẽ Velociraptor trong phim đã được mô phỏng từ loài Deinonychus. Những hóa thạch đầu tiên. Velociraptor là một chì khủng long Dromaeosauridae sống vào cuối kỷ Creta, khoảng từ 71 đến 75 triệu năm trước. Hiện tại, có hai loài đã được định danh, đó chính là Velociraptor mongoliensis và được phát hiện tại Mông Cổ. Loài thứ hai, Velociraptor osmoscae, được phát hiện năm 2008 tại Nội Mông Trung Quốc. Hóa thạch Velociraptor đầu tiên được Peter Kaisen phát hiện năm 1923 tại sa mạc Gobi ở ngoại Mông, gồm một hộp sọ hoàn chỉnh và một trong các ngón chân. Sau đó, các nhà khoa học Xô Viết, Ba Lan và Mông Cổ tiếp tục khai quật thêm nhiều hóa thạch, trong đó nổi tiếng nhất là mẫu vật của một vật thể Velociraptor đang chiến đấu với một con Protoceratops được bảo quản trong điều kiện hoàn hảo năm 1971. Hóa thạch được tìm thấy trong những đụn cát nên có vẻ hai con vật này như đã bị chôn vùi trong một cơn bão cát. Trong đó, Velociraptor nằm bên dưới và đang đâm móng vuốt đâm vào cổ họng của con mồi, trong khi phần mỏ của Protoceratops ngoạm vào cánh tay phải của kẻ thù. Mẫu hóa thạch này hiện nay đã được Mông Cổ công nhận là bảo vật quốc gia. Mặc dù đây là một mô tả khá ly kỳ về một trận chiến khủng long, nhưng thật khó để xác định được lý do tại sao các loài động vật lại chiến đấu. Velociraptor có đang săn Protoceratops hay không? Nhưng nhìn chung, nếu hai con vật đánh nhau thì con nào lớn hơn sẽ thắng. Động vật ăn thịt có xu hướng chỉ tấn công những thứ gì đó lớn hơn mình nếu nó ốm yếu, bị thương hoặc già. Chúng không muốn mạo hiểm gây thương tích cho bản thân vì nếu thương tích quá nặng, nó sẽ không thể đi săn mồi được nữa. Trong trường hợp này, hai con vật có chiều dài tương tự nhau nhưng Protoceratops to hơn nhiều. Suy đoán có lẽ chính vì Protoceratops đã kích động cuộc tấn công. Protoceratops có thể khá hung dữ, đặc biệt nếu nó coi con khủng long kia là mối đe dọa của mình. Tất cả những gì chúng tôi có thể nói ở đây một cách chắc chắn là hai con khủng long này đã đánh nhau trước khi chúng bị nhấn chìm trong bão cát. Sát thủ tí hon. So với những loài họ hàng như Deinonychus hay Utahraptor, nói về Utahraptor thì mình cũng đã có làm một video về loài này riêng rồi, các bạn có thể tìm xem lại ở phần mô tả của video này nhé.
Velociraptor có kích thước khá nhỏ, chỉ bằng một con gà Tây với chiều dài 2m, nặng khoảng 15kg và cao 0,5m tính đến phần hông. Nó là loài động vật ăn thịt có lông vũ, đi bằng hai chân với một cái đuôi dài, khỏe và vuốt rộng trên mũi chi. Đặc điểm giúp phân biệt Velociraptor và các raptor khác là hộp sọ dài khoảng 25cm với hàm trên lõm và hàm dưới lồi. Mỗi hàm chỉ có 26-28 răng nằm xa nhau, bờ sau răng có các gờ răng cưa. Giống như thằn lằn và cá sấu còn sống ngày nay, răng của Velociraptor được thay thế trong suốt cuộc đời của nó, đảm bảo chúng luôn sắc bén. Răng của nó cong về phía sau, hữu ích trong việc kẹp chặt con mồi để ngăn nó thoát ra khỏi miệng. Tương tự như các loài raptor khác, Velociraptor có chi trước dài với 3 móng vuốt cong, giống với cánh của các loài chim hiện đại. Cấu trúc xương cổ tay khiến cho chúng không thể ngửa bàn tay mà chỉ có thể xoay vào trong. Velociraptor đi bằng hai chân với các chi sau tương đối khỏe, giúp chúng có thể chạy với tốc độ 40 km/h. Mặc dù không quá nhanh, nhưng tốc độ này vẫn khá nhanh trong giới khủng long. Các raptor nói chung và Velociraptor nói riêng chủ yếu bước đi trên ngón 3 và ngón 4, khác với hầu hết khủng long theropod. Ngón chân đầu tiên nằm ở phía sau, ngón thứ hai luôn vểnh lên kèm theo một móng vuốt hình liềm vô cùng sắc nhọn, có thể dài đến 6,5cm, tạo nên một món vũ khí trứ danh của các loài raptor. Móng vuốt của Velociraptor ban đầu được cho là được dùng để rạch và xé xác các con mồi. Tuy nhiên, các nghiên cứu đã cho thấy chúng không đủ sức mạnh để làm việc đó. Vì vậy, Velociraptor chủ yếu dùng móng vuốt để đâm vào những vị trí hiểm yếu của con mồi như các mạch máu lớn hay cổ họng, và có lẽ nó được dùng để làm cái móc để ngăn con mồi trốn thoát. Năm 2007, các nhà khảo cổ phát hiện được hóa thạch xương cánh tay của Velociraptor mongoliensis còn đầy đủ lông vũ. Bộ lông đóng vai trò thu hút bạn tình, bảo vệ cho trứng tổ, tạo lực đẩy để tăng tốc khi chạy lên dốc. Ngoài ra, đây còn là một lớp cách nhiệt giống như đa số các loài vật hiện nay, qua đó có thể cho thấy rằng Velociraptor là một loài bò sát máu nóng, nhất là khi chúng cần một năng lượng đáng kể để săn mồi. Tập tính săn mồi. So sánh phần xương quanh mắt với các loài chim và bò sát hiện đại, cho thấy có vẻ như Velociraptor là loài động vật hoạt động về đêm. Phân tích bên trong hộp sọ cũng cho thấy nó có khả năng nghe được các sóng hạ âm có tần số từ 2,3 đến 3,9 Hz, nên có thể dễ dàng lần theo dấu của con mồi. Denver Fowler cho rằng các raptor săn mồi tương tự như cách mà các loài chim săn mồi hiện đại thực hiện, dùng trọng lượng ghi chặt nạn nhân xuống đất và giữ cho chúng không thể vùng vẫy hay chạy thoát bằng bộ vuốt. Sau đó, kẻ ăn thịt sẽ thưởng thức bữa ăn ngay khi nạn nhân còn sống. Phương pháp bắt mồi này còn được thực hiện nhờ vào sự phối hợp các bộ phận khác. Đôi cánh tay được bao phủ bởi lông vũ, làm giảm lực cản cùng với cái đuôi dài, giúp cho Velociraptor giữ thăng bằng khi khống chế con mồi. Khi sức mạnh của đôi chân không đủ hạ gục con mồi, thì bộ hàm sẽ làm nhiệm vụ kết liễu nạn nhân xấu số. Loài Deinonychus, họ hàng gần của Velociraptor, đã được chứng minh có tập tính săn mồi theo bầy. Tuy nhiên, các hóa thạch của Velociraptor tuy có số lượng nhiều nhưng được tìm thấy tương đối xa nhau, qua đó cho thấy loài này thực chất là các sát thủ đơn độc, trái ngược với hình tượng trên phim. Mặc dù hội tụ đủ các đặc điểm của một kẻ săn mồi đầy nguy hiểm, nhưng các bằng chứng cũng cho thấy Velociraptor cũng có thể ăn xác chết để thích ứng với tình trạng khan hiếm con mồi hoặc khi không thể đi săn. Velociraptor có thông minh không? Các chuyên gia cho rằng Velociraptor có lẽ là một trong những loài khủng long thông minh hơn vì nó có bộ não lớn so với kích thước cơ thể. Và dựa trên kích thước của phần hộp sọ chứa phần xử lý mùi hương của não, các chuyên gia cho rằng Velociraptor có khứu giác tuyệt vời. Mặc dù khá thông minh đối với một loài khủng long, tuy nhiên không đến nỗi có thể qua mặt được con người như trong phim của công viên kỷ Jura. Velociraptor không thông minh như tinh tinh hay thậm chí là vẹt hay quạ, nhưng nó thông minh như một con chim bình thường, như diều hâu hay một con gì đó tương tự. Chế độ bảo tồn hóa thạch. Hiện nay, hầu hết các loài khủng long đều đã tuyệt chủng nên chỉ còn lại mẫu vật được tìm thấy bởi các nhà khảo cổ học. Nếu bạn muốn nhìn thấy khủng long móng vuốt Velociraptor một cách chân thật, bạn có thể ghé thăm bảo tàng Philip John Curry tại California. Bạn cũng có thể cảm nhận được một cách chân thật về chúng. Ngoài ra, bạn có thể đến các bảo tàng lịch sử tự nhiên tại Los Angeles để có thể thấy được những mẫu vật từ đầu đến đuôi về khủng long và móng vuốt của Velociraptor.
Vừa rồi là toàn bộ những thông tin chúng mình muốn chia sẻ với các bạn về Velociraptor, loài khủng long bị hiểu lầm nhiều nhất. Nếu các bạn muốn tìm hiểu thêm về loài khủng long nào, có thể cho chúng mình biết ở phần bình luận nhé. Nếu video này hữu ích, các bạn có thể ủng hộ cho Uncheck Share bằng cách like, share hoặc đăng ký kênh, thông qua các thông tin dưới phần mô tả hoặc tham gia hội viên để nhận được những đặc quyền chỉ từ chúng mình. Thế giới khủng long tiếp tục ẩn chứa nhiều ẩn số chưa có lời giải. Mặc dù đúng là tiến bộ khoa học và công nghệ đang giúp ích rất nhiều cho việc tìm hiểu thêm về những loài động vật đã tuyệt chủng ấn tượng này. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ cùng các bạn tìm hiểu về một chi khủng long chân thú lớn, sống chủ yếu ở Mông Cổ vào cuối kỷ phấn trắng, là loài sở hữu bộ móng vuốt dài nhất được biết đến so với bất kỳ loài động vật trên cạn nào. Các bạn hãy thắt dây an toàn và cùng Uncheck Share trở về các thảo nguyên Mông Cổ cách đây 70 triệu năm, nơi mà những loài theropod này nằm xuống để chiêm ngưỡng một loài khủng long có bộ neo cổ nhất lịch sử, The Reginosaurus. Những gì ta tìm thấy? The Reginosaurus có nghĩa là thằn lằn lưỡi hái. Theo tiếng Hy Lạp thì The Rigo có nghĩa là cào hoặc cắt đứt và Saurus có nghĩa là thằn lằn, là một chi khủng long chân thú lớn. The Reginosaurus chỉ gồm một loài là The Reginosaurus chelonephomis, sống vào cuối kỷ phấn trắng và là một trong những loài đại diện cuối cùng và lớn nhất của nhóm The Reginosauria. Những di tích đầu tiên của The Reginosaurus được tìm thấy vào năm 1948 bởi một đoàn thám hiểm người Mông Cổ tại sa mạc Gobi. Chi này chỉ được biết đến từ một số ít xương bao gồm cả móng tay khổng lồ và những phát hiện bổ sung bao gồm các yếu tố chi trước và chi sau được phát hiện từ những năm 1960 đến những năm 1980. Tranh luận về ngoại hình. Ngoại hình của The Reginosaurus từng là một cuộc tranh luận vì số lượng hóa thạch được tìm thấy khá ít là không được hoàn thiện. Ban đầu được cho là thuộc về một loài bò sát giống rùa lớn, dài 4,5m dựa vào móng vuốt bàn tay khổng lồ của nó để thu hoạch rong biển. Nó chỉ được biết đến với một vài cục xương, bao gồm cả những móng tay khổng lồ. Mặc dù hóa thạch còn sót lại của The Reginosaurus không đầy đủ, nhưng các suy luận có thể được thực hiện để đoán được đặc điểm thể chất của chi dựa trên các họ hàng The Reginosaurus khác. Chúng có thể có một hộp sọ nhỏ trên đỉnh của một cái cổ dài, ước tính chiều dài cổ khoảng 2,2m, lông bao phủ phía sau cánh tay và lưng. Chúng đi bằng hai chân với thân hình nặng, sâu, rộng. Chi trước của chúng có thể đạt độ dài lên đến 2,5m hoặc thậm chí 3,5m trong mẫu vật lớn nhất được biết đến. Chi sau to, khỏe và dài khoảng 4m, có 4 ngón chân nâng đỡ trọng lượng cơ thể. Vào năm 2010, Gregory Scott Poe ước tính kích thước tối đa của The Reginosaurus vào khoảng 10m, cao từ 4 đến 5m và nặng khoảng 3 đến 5 tấn. Chúng là loài The Reginosaur lớn nhất được biết đến và là loài Maniraptoran nổi tiếng nhất. Đặc biệt nổi bật nhất của The Reginosaurus là sự hiện diện của những móng vuốt khổng lồ trên 3 ngón ở phần chi trước. Các móng vuốt tương đối thẳng, chi dần dần thon thành một điểm cũng như cực kỳ hẹp và ngang phẳng. Móng vuốt của chúng đến nay là dài nhất trong thế giới động vật. Chức năng của bộ móng vuốt. Đặc điểm nổi bật nhất của The Reginosaurus là sự hiện diện của những móng vuốt khổng lồ trên 3 ngón ở phần chi trước. Các móng vuốt tương đối thẳng, chi dần dần thon thành một điểm, cũng như cực kỳ hẹp và ngang phẳng. Móng vuốt của chúng là dài nhất trong giới động vật, ước tính dài khoảng 0,7 đến 1m. Móng vuốt này được The Reginosaurus sử dụng dưới nhiều mục đích khác nhau. Nó chính là công cụ mạnh nhất và làm nên thương hiệu cho loài này. Những móng vuốt khác thường của The Reginosaurus có thể đã được sử dụng để với lấy những cành cây ở xa hoặc đào những địa hình lỏng lẻo. Móng vuốt thon dài còn đóng vai trò là món trang sức thể hiện sự nguy hiểm trước đối thủ, được sử dụng để phòng thủ, tự vệ trước những loài khác và cạnh tranh về nguồn thức ăn và lãnh thổ. Hoặc những con non có thể sử dụng móng vuốt của chúng để vận động trên cây theo cách tương tự như những con lười ngày nay. Sức mạnh. Loài này có tính lãnh thổ cao và sẽ tấn công bất cứ thứ gì trong lãnh thổ của nó một cách hung ác. Phần này tôi sẽ nói về cả điểm mạnh và điểm yếu của The Reginosaurus. Đầu tiên là về điểm mạnh. Hai chi trước chính là điểm mạnh và nguy hiểm nhất của The Reginosaurus. Nó có hai tay rất khỏe gồm 3 ngón rất nguy hiểm. Mỗi móng vuốt dài tới gần 1m,
các bóng này rất thẳng và hẹp. Nó được sử dụng để cắt lá cây và lợi hại nhất đương nhiên là khi chống trả lại kẻ thù. Lợi thế về chiều cao giúp cho The Reginosaurus có tầm nhìn và tầm với tốt hơn rất nhiều trong chiến đấu. Vừa rồi là một vài điểm mạnh và bây giờ chúng ta sẽ đến với các điểm yếu. The Reginosaurus cũng có không ít những điểm yếu chí mạng khi đối mặt với đối thủ. Xét về tổng thể so với các loài động vật có sức chiến đấu cao thì lúc này The Reginosaurus bắt đầu bộc lộ khá nhiều điểm yếu của mình. Thứ nhất là về kích thước. Như tôi đã nói ở phần đầu video thì nhìn chung về chiều cao và chiều dài của The Reginosaurus khá ấn tượng. Với thân hình này trông có vẻ khá gầy so với các loài ăn thịt hùng mạnh khác. Cổ, một chiếc cổ của nó khá dài và vì thế vô tình trở thành điểm yếu chí mạng trong các cuộc chiến khi nó trở thành mục tiêu để đối thủ nhắm vào. The Reginosaurus cũng không sở hữu một bộ hàm chắc khỏe và sắc bén. Hàm của nó khá nhỏ và chắc chắn lực cắn của nó sẽ không mạnh. Những chiếc răng khá nhỏ dùng để ăn thực vật của nó cũng sẽ là những điểm yếu khiến nó không thể có nhiều lợi thế trong chiến đấu. The Reginosaurus có tốc độ ra đòn và tốc độ di chuyển khá nhanh nhưng lại không linh hoạt. Còn so với độ lì đòn thì nó cũng trở nên yếu thế khi đặt cạnh những đối thủ tiêu biểu như T-Rex hay Spinosaurus. Đuôi của The Reginosaurus cũng không phải là một thế mạnh trong chiến đấu vì khá nhỏ và lực được tạo ra từ những cú quật cũng khá yếu đuối. Gần như tác dụng chính của những chiếc đuôi này chỉ là để giữ thăng bằng. Nguồn thức ăn. Trong giai đoạn đầu, phát hiện The Reginosaurus được cho là một loài động vật ăn thịt. Tuy nhiên, ngày nay các nhà khoa học đồng ý rằng The Reginosaurus không phải là loài ăn thịt, thay vào đó là loài ăn cỏ dựa trên các nghiên cứu về họ hàng gần của nó như Notronicus, Elicosaurus, Cenosaurus, Therizinosaurus đã kiếm ăn bằng cách sử dụng cánh tay và móng vuốt dài để kéo thực vật vào miệng. Vì ở các trầm tích, nơi mà hài cốt của The Reginosaurus được tìm thấy có nguồn gốc từ sông ngòi, nên có ý kiến cho rằng nó có thể thích kiếm ăn ở các khu vực ven sông. Nó có lẽ không có sự cạnh tranh đáng kể với các loài động vật ăn cỏ khác trên tán lá. Mặt khác, nếu The Reginosaurus là loài ăn cỏ, nó sẽ cạnh tranh với loài ăn cỏ đương thời như Saurolophus, Deinocheirus, Nemegetosaurus và Opisthocoelacaudia. The Reginosaurus tuy đã tuyệt chủng nhưng chúng để lại rất nhiều ẩn số cần giải quyết cho các nhà khoa học. Hy vọng rằng trong tương lai các nhà cổ sinh vật học sẽ tìm thấy thêm những bộ hóa thạch của loài khủng long này để có thể giải đáp những câu hỏi về ngoại hình, hành vi và thói quen ăn uống của loài theropod bí ẩn này. Deinocheirus là khủng long gì? Đây là câu hỏi đã làm đau đầu giới cổ sinh vật học suốt hơn 50 năm qua. Kể từ khi dấu tích của một trong những sinh vật kỳ lạ nhất hành tinh được phát hiện trong biển cát mênh mông của miền Viễn Đông bởi bàn tay của những người phụ nữ nơi đây. Trong video này, mình và các bạn hãy cùng đi qua những gì mà nửa thế kỷ qua giới cổ sinh vật đã tìm thấy về loài khủng long này. Deinocheirus, khủng long kỳ lạ và nửa thế kỷ truy tìm danh tính. Deinocheirus là khủng long gì? Deinocheirus theo tiếng Hy Lạp là tay khủng khiếp, một chi khủng long theropoda rất lớn, từng sống tại nơi ngày nay là Mông Cổ vào cuối kỷ Creta thuộc thành hệ Nemec, cách đây khoảng 70 triệu năm. Ngày 9 tháng 7 năm 1965, tại một khu vực được mệnh danh là Atan Ulaba, hiện nay thuộc tỉnh Onogovi, Mông Cổ, nằm giữa sa mạc Gobi. Trước khi kết thúc chuyến khảo sát kéo dài 2 năm phối hợp giữa Viện Khoa học Quốc gia của Ba Lan và Mông Cổ, đoàn khảo cổ dẫn đầu bởi nữ giáo sư Zofia Kielan Jagorowska tình cờ phát hiện được một mẫu vật hết sức kỳ lạ nằm giữa các tảng sa thạch trên một ngọn đồi nhỏ. Đó là một bộ chi trước dài đến 2,4m, còn nguyên cả đai vai với một bộ vuốt khổng lồ bên trái cùng một số xương sườn và đốt sống. Mẫu vật được gọi bằng số hiệu MPCD100/18. Dựa vào hình dạng của bộ móng vuốt, nữ giáo sư Hanska Osmoska, một thành viên khác trong đoàn khảo sát cho rằng đây là phần còn lại của một theropod ăn thịt rất lớn và quyết định đặt cho loài khủng long vừa được phát hiện cái tên Deinocheirus mirificus, có nghĩa là bàn tay khủng khiếp vào năm 1970. Gian nan truy lùng danh tính.
Sau những phát hiện và đặt tên vào năm 1970 thì không có thêm bất kỳ khám phá nào về Deinocheirus và lai lịch của loài khủng long này dần bị trôi vào quên lãng. Mãi cho đến đầu thế kỷ 21, sự quan tâm về sinh vật bí ẩn này mới được xuất hiện trở lại, tức là hơn 50 năm sau. Lần này, người lĩnh sướng sứ mệnh tìm hiểu về thân thể của khủng long Deinocheirus là tiến sĩ Philip John Curry, nhà cổ sinh vật học nổi tiếng đến từ một trong những thánh địa khủng long là Canada. Năm 2008, tiến sĩ Curry cùng một đoàn khảo cổ phối hợp giữa Hàn Quốc và Mông Cổ quyết định trở lại khu vực năm xưa. Các nhà khảo cổ Ba Lan đã tìm được các phần xương của Deinocheirus với hy vọng phát hiện thêm các manh mối. Mặc dù đã mời cả giáo sư Kielan Jaworowska và Rinchen Basbo, thành viên người Mông Cổ của đoàn khảo cổ năm xưa, tuy nhiên, việc xác định chính xác khu vực này giữa biển cát mênh mông của sa mạc Gobi với những dấu vết hết sức mờ nhạt đã qua hơn 50 năm là vô cùng khó khăn. Tuy nhiên, những nỗ lực không ngừng nghỉ của tiến sĩ Curry và các cộng sự đã được đền đáp. Không chỉ xác định được khu vực năm xưa mà họ còn tìm thêm được một số dấu tích quan trọng, bao gồm một ngón chân và một mảnh xương sườn bụng của chính cá thể Deinocheirus năm xưa. Đặc biệt trên đó còn lưu lại dấu răng của kẻ ăn thịt đáng sợ nhất vào thời điểm đó, Tarbosaurus. Như vậy, sau khi chết già, con Deinocheirus này đã bị ăn thịt và điều đó lý giải rằng tại sao phần lớn bộ xương của nó đã bị biến mất. Trước đó, vào năm 2006, tiến sĩ Yong Nam Lee đến từ Học viện Khoa học Trái đất và Tài nguyên khoáng sản Đại Hàn trong một chuyến khảo sát đã tìm thấy hóa thạch của một cá thể Deinocheirus chưa trưởng thành tại khu vực không xa nơi tìm thấy mẫu vật đầu tiên. Tuy nhiên, bộ hóa thạch đã bị xâm hại nặng nề bởi những kẻ trộm hóa thạch, một vấn nạn nhức nhối trong giới khảo cổ Mông Cổ lúc bấy giờ. Một năm sau, sự tình cờ đã dẫn đường cho tiến sĩ Curry đến một trong những phát hiện vĩ đại nhất trong lịch sử nghiên cứu khủng long. Ở một số quốc gia Trung Á, người ta có tập tục để lại tiền hoặc thức ăn ở những nơi linh thiêng để cảm tạ thần linh mỗi khi họ gặp vận may. Tiến sĩ Curry và tiến sĩ Lee tình cờ tìm thấy một xấp tiền Turkric, đây là đơn vị tiền tệ của Mông Cổ, với màu đỏ khá nổi bật giữa màu cát sa mạc được giấu dưới một tảng đá. Nhờ đó, họ phát hiện được đây chính là một bãi hóa thạch đã bị những kẻ trộm ghé thăm. Tại khu vực được gọi là Virgin TCAV này, đoàn khảo sát tìm thấy một bộ xương bị bỏ lại của một cá thể khủng long rất lớn, chỉ thiếu hộp sọ và các bàn tay. Mặc dù vậy, dựa vào hình dáng của phần chi trước còn sót lại, không khó để xác định đây chính là phần còn lại của một cá thể Deinocheirus, thậm chí còn lớn hơn cả con đầu tiên được phát hiện. Một lần nữa, số phận lại mỉm cười với tiến sĩ Curry khi vào năm 2011, ông nhận được một cuộc gọi từ Brussels, thủ đô nước Bỉ. Ở đầu dây bên kia là người đồng nghiệp đang làm việc tại Học viện Khoa học Tự nhiên Hoàng gia Bỉ, RBINS, Pascal Godefroid. Tiến sĩ Curry nhanh chóng đáp máy bay từ Canada đến Bỉ và ngay lập tức vỡ òa khi nhận ra đây không chỉ là hóa thạch của một con Deinocheirus mà chính là những phần bị đánh cắp của cá thể Deinocheirus được nhóm của ông phát hiện vào năm 2009. Giờ đây, với 3 mẫu vật trong tay, nhóm của Curry đã có thể phác họa khoảng 95% hình dạng lúc còn sống của một con Deinocheirus. Và khi tiến sĩ Lee, đại diện nhóm nghiên cứu, công bố chính thức về phát hiện này vào cùng năm 2014, đã gây một cơn chấn động không nhỏ trong giới cổ sinh vật thế giới, đa phần là sự ngạc nhiên và lẫn cảm giác phấn khích đến tột độ. Điều đáng buồn là nhà nữ khoa học Osmoska đã qua đời trước đó, nhưng giáo sư Kielan Jaworowska vẫn còn ở đó để thay mặt người cộng sự của mình chứng kiến bí ẩn lớn nhất trong sự nghiệp của họ đã được vén màn bí mật. Những nghiên cứu về Deinocheirus. Sau hơn 50 năm gian nan truy tìm danh tính thì cuối cùng tiến sĩ Curry và các đồng nghiệp đã tìm ra được bí ẩn lớn nhất, đó là thân phận của Deinocheirus đã được giải đáp bằng nỗ lực không ngừng nghỉ của các nhà cổ sinh vật học với sự trợ giúp của thần may mắn, giúp chúng ta có cái nhìn khái quát về loài khủng long vô cùng kỳ lạ này. Ấn tượng đầu tiên về Deinocheirus là kích thước khổng lồ với chiều dài có thể lên đến 11,5m và nặng 6,5 tấn. Khi đứng thẳng, một cá thể Deinocheirus trưởng thành có thể cao từ 3,3 đến 3,6m. Như vậy, đây là thành viên lớn nhất trong họ khủng long Ornithomimosaurian, hay còn gọi là các khủng long giống đà điểu.
Điểm nổi bật thứ hai chính là phần gai sống dài nhô cao từ các đốt sống tạo thành một cấu trúc dạng cánh buồm tương tự như ở Spinosaurus hay Oranosaurus. Tuy nhiên, các cấu trúc này dày hơn các khủng long kể trên nên có lẽ chúng đã tạo thành một cái bướu thì hợp lý hơn. Cho tới nay, chức năng của bộ phận này vẫn chưa được làm rõ dù có nhiều giả thuyết được đưa ra. Ngoài ra, từ các gai sống này cũng tỏa ra các dây chằng giúp gia cố cho phần bụng và đôi chân khổng lồ của con vật, giống cấu trúc của cầu dây văng ngày nay. Mỗi cá thể Deinocheirus sở hữu cho mình một bộ vuốt, dù không đủ sắc để xé xác con mồi như nhiều theropod ăn thịt khác, nhưng cũng là một món vũ khí tự vệ đáng gờm. Ngoài ra, hai chi trước với chiều dài lên đến 2,5 mét mỗi bên giúp con vật dễ dàng kéo lá cây từ trên cao xuống hoặc để vớt các loài thủy sinh dưới đáy nước lên. Phân tích hộp sọ của Deinocheirus qua chụp CT scan cho thấy, mặc dù bộ não có cấu trúc tương tự với các loài chim và khủng long Troodontidae, trong đó hành khứu rất lớn đồng nghĩa với khả năng đánh hơi rất tốt, tuy nhiên tỷ lệ não bộ trên toàn cơ thể lại quá nhỏ so với Ornithomimosaur nói riêng và các theropod nói chung mà chỉ tương đương với các sauropod. Vòng xương quanh ổ mắt cũng tương đối nhỏ so với chiều dài hộp sọ, cho thấy Deinocheirus là loài hoạt động chủ yếu vào ban ngày. Hộp sọ có hình dáng khá đặc trưng với chiếc mỏ vừa dài vừa dẹt giống của loài vịt hiện đại, cho thấy Deinocheirus sở hữu một chế độ ăn chuyên biệt hơn phần lớn các Ornithomimosaur khác. Các vị trí bám tận của các cơ chịu trách nhiệm cho việc đóng mở hàm chỉ chiếm tỷ lệ rất nhỏ so với toàn bộ hộp sọ, cho thấy Deinocheirus có lực cắn khá yếu. Phần xương ở tận cùng đuôi của Deinocheirus cũng hợp thành một cấu trúc gọi là xương bánh lái Pigostye, giống như ở các loài chim hiện đại. Đây là nơi bám của lông đuôi, cho thấy Deinocheirus có khả năng sở hữu một bộ lông đuôi rất hoành tráng. Những điều thú vị khác. Deinocheirus sống ở đâu? Mặc dù sa mạc Gobi là một trong những sa mạc lớn nhất trên thế giới, nhưng vào 70 triệu năm trước, ở giai đoạn cuối của kỷ Creta, nơi đây được biết đến với tên gọi là Bồn Địa Nemec, là một vùng đất trù phú với mạng lưới sông hồ dày đặc cùng hệ sinh thái vô cùng đa dạng. Các Deinocheirus đã từng sinh sống rất nhiều ở đây khi cả ba bộ hóa thạch mình nêu ở trên tìm được chỉ cách nhau khoảng 50 km, cùng với nhiều loài khủng long nổi tiếng khác như Tarbosaurus, The Reginosaurus, Aliorhamus, hai người họ hàng gần gũi của chúng ta là Gallimimus. Deinocheirus ăn gì? Theo như tiến sĩ Lee thì ông cho rằng mặc dù có ngoại hình hầm hố như vậy nhưng thức ăn chủ yếu của Deinocheirus là các loài thực vật thủy sinh mọc ở đáy sông và hồ. Khi kiếm ăn, nó dùng cái mỏ rộng và dẹt tương tự như mỏ vịt rà sát đáy hồ và xúc thức ăn vào miệng. Trong mẫu vật MPC D100/127, các nhà khảo cổ đã tìm được hàng ngàn viên sỏi trong dạ dày với đủ mọi kích thước. Số sỏi này có thể đóng vai trò giúp nghiền nát thức ăn trong dạ dày do chúng không có răng. Đây là cách mà đà điểu và nhiều loài chim ngày nay vẫn làm. Lẫn trong các viên sỏi dạ dày, người ta cũng tìm thấy xương và vảy cá, do đó không loại trừ khả năng Deinocheirus là một loài ăn tạp. Tuy nhiên, chúng có chủ động săn mồi hay các loài vật nhỏ này chỉ vô tình lọt vào miệng khi chúng kiếm ăn vẫn chưa được làm rõ. Vừa rồi là toàn bộ những thông tin mà chúng ta có được về Deinocheirus, một loài khủng long kỳ lạ đã khiến cho các nhà cổ sinh vật học đau đầu suốt hơn 50 năm qua. Nếu các bạn biết thêm thông tin gì về loài này, hãy để lại ý kiến ở dưới phần bình luận nhé! Nếu các bạn thấy video hữu ích, có thể để lại một like, một subscribe và ấn chuông thông báo. Các bạn cũng có thể ủng hộ chúng mình thêm thông qua những thông tin ở phần mô tả hoặc tham gia vào gói hội viên để nhận được những đặc quyền chỉ từ chúng mình. Đây là một chi khủng long theropod được biết đến từ một loài duy nhất. Loài khủng long này sống vào kỷ phấn trắng sớm ở khu vực ngày nay là Đông Bắc Trung Quốc. Đây là một trong những loài bạo long ăn thịt lớn nhất có lông vũ, một loài khủng long cung cấp bằng chứng quan trọng về sự tiến hóa của lông vũ ở khủng long và là một trong những khám phá quan trọng nhất trong lịch sử nghiên cứu về khủng long. Eutyranus, bạo chúa có lông, đến từ Trung Hoa đại lục. Phát hiện quan trọng. Vào năm 2012, đánh dấu một mốc vô cùng quan trọng trong hành trình khám phá nguồn gốc của các loài khủng long nổi tiếng.
lần đầu tiên một họ hàng xa có lông vũ của khủng long bạo chúa T-Rex được phát hiện tại Trung Quốc. Không chỉ một mà có đến tận 3 bộ hóa thạch với tình trạng gần như hoàn hảo của loài khủng long này, bao gồm một cá thể trưởng thành, một gần trưởng thành và một con non được phát hiện cùng một lúc. Tất cả đều được mua lại từ một tay buôn lậu hóa thạch. Theo người này cho biết, cả ba được phát hiện trong một mỏ đá ở Bắc Phiếu, Triều Dương thuộc tỉnh Liêu Ninh, Đông Bắc Trung Quốc. Các bộ hóa thạch đều bị phân ra làm nhiều mảnh để có thể dễ dàng vận chuyển. Xác định niên đại cho thấy cả ba bộ hóa thạch đều thuộc tầng áp của hệ tầng Isen, cách chúng ta khoảng 125 triệu năm về trước, vào giai đoạn đầu kỷ Creta. Loài khủng long này sau đó được mô tả và đặt tên bởi một nhân vật không mấy xa lạ, chính là giáo sư Từ Tinh thuộc Viện Cổ sinh động vật có xương sống và cổ nhân loại học của Trung Quốc. Ông và các cộng sự đã gọi chúng bằng cái tên Eutyrannus hoali. Trong đó, tên của chi Eutyrannus là từ ghép giữa Eu có nghĩa là lông vũ trong tiếng quan thoại và Tyrannus nghĩa là bạo chúa trong tiếng Latin. Còn tên loài hoali nghĩa là hoa lệ trong tiếng quan thoại nhằm đề cập đến vẻ đẹp bộ lông của loài khủng long này. Mẫu vật định danh, ký hiệu ZCDMV5000, có kích thước lớn nhất, bao gồm một bộ xương gần như hoàn chỉnh với đầy đủ hộp sọ nằm trong một phiến đá của một cá thể trưởng thành. Các mẫu vật phụ lần lượt là của một con gần trưởng thành nằm trong cùng phiến đá với mẫu vật đầu tiên được đặt tên là ZCDMV5001 và một con non trẻ hơn con trưởng thành khoảng 8 tuổi được đặt tên là ELDMV1001. Các mẫu vật được phục dựng lại dưới sự hướng dẫn của giáo sư Từ và hiện đang được trưng bày tại Bảo tàng Khủng long Chư Thành và Bảo tàng Khủng long Nhị Liên Hạo Đặc thuộc Nội Mông. Bạo chúa có lông vũ. Ngày nay, tất cả các phân tích về nguồn gốc của Eutyrannus đều xếp nó vào siêu họ Tyrannosauridae. Khi so sánh với các loài khủng long bạo chúa nguyên thủy khác, Eutyrannus có hình thức tiến hóa cao hơn Dilong, Quanlong và Sinotyrannus cũng sống ở Trung Quốc, nhưng chưa bằng loài Eutyrannus phát hiện được ở Anh. Giống với các họ hàng của mình, Eutyrannus là loài khủng long ăn thịt đi bằng hai chân, mẫu vật lớn nhất có chiều dài ước tính khoảng 9m và nặng khoảng 1,4 tấn. Trong năm 2016, Gregory Scott Paul ước tính kích thước nhỏ hơn với chiều dài chỉ khoảng 7,5 m và cân nặng 1,1 tấn. Hộp sọ dài 905 mm, trong khi hộp sọ của con nhỏ dài 80 cm và 63 cm ước tính. Cân nặng lần lượt của chúng sẽ là 596 kg và 493 kg. Eutyrannus vẫn còn mang các đặc điểm của các bạo long sơ khai, một trong số đó là bàn chân không có cấu tạo kiểu Acromegalian, tức là xương đốt bàn giữa không được gia cố bởi các xương đốt bàn xung quanh, một đặc điểm giúp tăng cường khả năng chịu lực của cơ thể lên các xương đốt bàn ở các loài khủng long có khả năng chạy nhanh, bao gồm cả các chi bạo chúa. Do đó, Eutyrannus không có ngón giữa kết cấu đặc biệt giúp chúng chịu được trọng lực của cơ thể và hấp thụ được ứng suất khi chạy. Ngoài ra, Eutyrannus cũng có đến 3 ngón tay thay vì 2 ngón giống như các bạo long cuối kỷ Creta và như T-Rex hay Tarbosaurus. Phân tích các mẫu hóa thạch ở các độ tuổi khác nhau cho phép các nhà khảo cổ xác định được các quá trình phát triển của loài này. Khi trưởng thành, chi sau, bàn chân, khung chậu và chi trước sẽ trở nên nhỏ hơn. Ngược lại, hộp sọ thì ngày càng to ra và sâu hơn. Các hóa thạch của Eutyrannus đều có các dấu ấn chứng tỏ con vật từng được lông vũ bao phủ. Bởi vì điều kiện bảo quản kém nên khó có thể xác định được chính xác hình dạng hay cấu trúc các sợi lông này. Tuy nhiên, đây không phải là một loài lông vũ như chúng ta biết ở các loài chim hiện đại, mà chỉ là một hình thức sơ khai có dạng sợi được gọi là protofeather. Loại lông này cũng tồn tại ở một số loài khủng long như Tyrannosauridae khác, trong đó có Dilong. Bộ lông của Eutyrannus khá rậm rạp, với chiều dài mỗi sợi có thể lên đến 20cm và che phủ nhiều phần của cơ thể. Ở mẫu vật của con trưởng thành, lông vũ hiện diện ở khung chậu và gần bàn chân. Phần lông ở đuôi hướng về phía sau và hợp thành một góc 30 độ so với trục đuôi. Hóa thạch của các con non cũng có các sợi lông dài từ 16 đến 20cm cổ và chi trước. Như vậy, có thể xem Eutyrannus là một loài khủng long có lông vũ lớn nhất được phát hiện cho đến nay, nặng hơn 40 lần so với loài nắm giữ kỷ lục trước đó, đó chính là Bapalosaurus. Bộ lông có thể đóng vai trò điều hòa nhiệt độ, giúp chúng có thể tồn tại trong những điều kiện khắc nghiệt tại những khu rừng của hệ tầng Giessen, nơi nhiệt độ quanh năm luôn dao động quanh mức 10 độ C. Bên cạnh đó, bộ lông còn là vật biểu trưng cho từng cá thể, bên cạnh một cái mào gợn xóm dọc theo phần xương mũi, tương tự với loài khủng long họ hàng của chúng là Quanlong. Sự hiện diện lông vũ trên một loài bạo long nguyên thủy có kích thước lớn lại làm bùng lên tranh cãi về khả năng các hậu duệ của chúng bao gồm T-Rex nổi tiếng cũng có thể mang đặc điểm này.
Tuy nhiên, các loài bạo long ở cuối kỷ Creta đã được chứng minh có dấu ấn của vảy ở các phần cơ thể nơi mà Eutyrannus có lông vũ. Do đó, các nhà khoa học đã cho rằng bộ lông đã bị thay thế bằng vảy trong quá trình tiến hóa, cùng với sự phát triển về kích thước của các bạo long hoặc bị thúc đẩy do những yếu tố chưa giải thích được. Ngoài ra, đa số các bạo long như T-Rex hay Tarbosaurus sống ở cuối kỷ Creta với một khí hậu ấm áp hơn, rơi vào khoảng 18 độ C, không cần đến bộ lông để giữ ấm. Do cả ba bộ hóa thạch đều được phát hiện cùng một vị trí, nên có nhiều giả thuyết cho rằng loài bạo long này săn mồi theo bầy. Cụ thể hơn, con mồi ưa thích của chúng là các loài khủng long sauropod. Dựa theo các bằng chứng hóa thạch trong mỏ đá nơi mà phát hiện ba cá thể Eutyrannus, không loại trừ khả năng cả ba đã thiệt mạng trong quá trình đi săn. Đây không phải là lần đầu tiên phát hiện được hóa thạch của nhiều cá thể bạo long ở các độ tuổi khác nhau trong cùng một vị trí. Các nhà khoa học đã cho rằng các loài bạo long phối hợp săn mồi theo kiểu các con nhỏ vốn nhanh nhẹn hơn sẽ truy đuổi và dồn con mồi đến vị trí của các con lớn hơn đã phục kích sẵn. Mặc dù chậm chạp hơn nhưng các cá thể trưởng thành có khả năng kết liễu con mồi tốt hơn. Nếu thực sự Eutyrannus săn sauropod thì đây là một trong hai loài ăn thịt thuộc hệ tầng Giessen có khả năng làm như vậy. Loài còn lại là một loài khủng long chưa được định danh mà chỉ được biết đến qua một cái răng hóa thạch ở trong xương sườn của một cá thể đông bài Titan. Do chưa chắc chắn về vị trí phát hiện các hóa thạch, Eutyrannus rất khó xác định hệ cổ sinh thái nơi chúng từng được sinh sống. Sử dụng các phương pháp ước tính niên đại đã cho thấy Eutyrannus sống ở tầng Luchaton hoặc trên sang câu của hệ tầng Giessen, nơi có rất nhiều cây lá kim và thực vật thủy sinh và rất thường xảy ra các vụ phun trào núi lửa hay cháy rừng. Điều đó cho thấy chúng cùng tồn tại với những loài như Psittacosaurus, Dompeititan, Sinosauropteryx hay Caudipteryx. Một loài bạo chúa nhưng có lông vũ nhìn qua cũng khá đáng yêu đúng không các bạn? Và vừa rồi là toàn bộ những thông tin về Eutyrannus, bạo chúa có lông vũ vô cùng đặc biệt của anh hàng xóm phương Bắc tìm thấy. Và các bạn nếu có bất cứ một yêu cầu gì, cũng đừng ngần ngại bình luận ở bên dưới cho chúng mình được biết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.